Hello hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái series này của mình nhá. Thì ngày nay thì đến đây thì mình sẽ chia sẻ với em khung giờ vàng chưa thể xỉu ở trên cái con 80S này. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ mang vào đây là gì nhiêu? 5 củ khoai, thì xem là những phương pháp và những cái của mình xem như thế nào nhá. Và mình cứ nói luôn và mình cũng chia sẻ luôn những khung giờ vàng anh em có thể chơi được ở trên cái bộ môn là tài xỉu cân cựa trên con 80S là gì. Thì nó sẽ là rơi vào là 3 khung giờ buổi sáng, khung giờ buổi chiều và khung giờ buổi tối nhá anh em nhá. Khung giờ buổi sáng từ bao nhiêu? 8 giờ 30 đến 10 giờ. Khung giờ buổi chiều thì bao nhiêu? Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ. Và khung giờ buổi tối là bao nhiêu? Từ 20 giờ 30 đến 22 giờ. Tại làm sao mà những khung giờ nó chỉ cách nhau khoảng 30 và 1 tiếng 30 phút thôi? Bởi vì là anh em chơi ở chế độ môn là tài xỉu cân cựa ở trên cái con 8S hay bất kể con nào thì không nên chơi quá lâu, bởi vì là đây là những cái chơi bộ môn đỏ đen này, thì anh em hiểu rằng cái đầu óc của mình phải tỉnh táo. Nếu như mà chơi lâu thì cái đầu óc của mình không được tỉnh táo, mà đã không được tỉnh táo thì đương nhiên với nhau một điều là sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được ở trên bộ môn tài xỉu ở trên con 8US anh em nhé. Link ở con 8S thì mình luôn ghim luôn để cho anh em ở dưới phần mô tả anh em nhé. Anh em nào chơi và chiến thì ấn tay vào link nhá. Rồi ok, 1 2 1 2 3 đấy, 5 7 4 5 rồi ok anh em cùng xem cái kết quả xem tay tiếp theo xem nó có rực rỡ hay không nhá. Đấy, với những cái phương pháp giản đơn với những cái hiệu quả thì luôn mang lại cái tiếng cười và luôn mang lại cái hiệu quả nền kinh tế rực rỡ cho anh em. Đấy, em cứ xem đi. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho em những khung giờ vàng khi mà anh em chơi ở trên bộ môn tài xỉu cân cửa ở trên con 8S, thì anh em cũng đã hiểu rồi đúng không anh em? Rồi bây giờ thì anh em cùng xem những tiếng đánh tiếp theo, xem cái dạng cầu này sẽ có phải là cầu tài không nhá. Đấy, thì vừa rồi thì mình đang ăn được 2 củ 3, thì thế này mình đề cô hết 2 củ 3 ở đây luôn. Đấy, lãi là bao nhiêu thì cứ lấy mỡ dán nó, dán nó trương phần anh em nhá, dán nó phành trương lên. Rồi ok, gãy cầu rồi anh em ơi, hơi buồn, đang đánh thì nó lại gãy cầu. Rồi ok, thì cái dạng cầu này nó phải đổ rất là nhiều đấy, nó cứ bồn chồn kiểu gì đúng không anh em, lúc thuận lúc nghịch đánh hơi khó, nhưng mà cứ yên tâm, cứ bình tĩnh tự tin là sẽ có chiến thắng, không việc gì phải vội, ngã đâu thì đứng dậy ở đó nhá. Chỉ còn quan trọng là mình phải còn vốn thì mình mới có lời được, chỉ sợ nhất là mình không còn vốn thì mình không có lời nhá. Rồi ok anh em, bao giờ thì cùng xem nè, tiếng đánh tiếp theo xem cái dạng cầu này xem nó có phải là cái dạng cầu cầu gì cầu tài không nhá. Đây, cùng đón chờ đợi xem hiệu quả được giữ hay không. Đấy, những khung giờ vàng là những khung giờ tuyệt vời. Tại làm sao mà anh em thấy là những khung giờ vàng bao giờ anh em cũng được những quả cao, bởi vì những khung giờ vàng những khung giờ ưu đãi em nhé. Đấy thì anh em mình cũng chỉ mong anh em là để ý những khung giờ vàng mà anh em có thể là chơi được những khung giờ vàng đó để cho anh em có thể là kiếm được một chút lãi chút lời ở trên bộ môn là tài xỉu ở trên con 8S này. Rồi kết quả nào, thế nào sợ rồi, đẳng cấp 661 em thấy chưa, ăn ngay gì nhá, rực rỡ luôn đấy. Tiếp tục này, hiện tại là lên được 2 củ 8 đúng không, lại lời 2 củ 8, đánh luôn 2 củ 8, đánh bây giờ nó phải lên được trên đôi thì thôi nhá. Rồi ok, xem cầu tiếp nào. Đấy, nhiều lúc nhiều nơi thay đổi thất thường, nhưng mà khi mà đúng cầu đúng vị đấy là vẫn là ok. Với những phương pháp tuyệt vời, với những cái đánh giản đơn nhất, hiệu quả nhất sẽ luôn mang đến tiếng cười về cái nền kinh tế cho anh em nhé. Rồi ok, bây giờ thì cùng xem những tiếng đánh tiếp theo, xem dạng cầu này nó sẽ là những dạng cầu gì, xem cái phương pháp tiếp theo, xem nó có hiệu quả hay không nhé. Đây cùng xem đây, kết quả sẽ như thế nào nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mở nào. Xem nào. Úi giời, em thấy chưa? Đấy, em thấy là những cái phương pháp của mình có ok hay không? Anh em thấy là những tiếng đánh của mình có thực sự hay không? Đấy, mình vừa rồi thì mình nói với anh em rồi. Đấy, nói với anh em rồi. Mình đã chia sẻ với em rồi về những cái khung giờ vàng anh em có thể chơi tài xỉu ở trên môn tài xỉu ở trên cái con 8S này. Thì anh em hãy để ý một chút, để ý một ít về những gì mình đang chia sẻ anh em nhé. Đấy, khẳng định luôn với tất cả anh chị em cô chú bác là những cái phong cách và những cách đánh của mình luôn mang lại hiệu quả cao nhất, luôn mang lại những tiếng cười và những cái nền kinh tế rực rỡ nhất đến tất cả các anh chị em
Củi chú bác ở trên cái bộ môn nào? Tài xỉu cân cửa ở trên con 8S này. Đấy, em thấy chưa? Đánh từ đầu đến cuối với số vốn 5 củ, đánh vài tay thôi thì bây giờ lên được là gì? Gấp đôi yêu thương rồi. Đấy, anh em có cảm thấy là dễ dàng hay không? Anh em có cảm thấy là cái phong khắc của mình có ok không? Và có rực rỡ hay không? Đấy. Cứ từ từ mà đánh thôi, đánh đúng phương pháp, đánh đúng cách chơi là lên lúa rồi anh em ạ. Đấy, mà cảm thấy không ok, dừng lại, chờ những dạng cầu nào ổn hơn, chờ những cái phương pháp nào tuyệt vời hơn và ok hơn. Đấy, thì lúc đó mình mới phang và lúc đó mình mới đánh anh em ạ. Đấy. Đẳng cấp vẫn mãi luôn là đẳng cấp với cái phương pháp tuyệt vời nhất, với cái đánh hiệu quả nhất, mang luôn mang lại cái tiếng cười dành đến tất cả trẻ trung của người bác, đảm bảo với tất cả trẻ người bác là đánh theo những phương pháp đó là những phương pháp tuyệt vời. Hãy nhớ ra một điều là khi mà chơi và khi đánh ở trên môn tài xỉu cân cửa thì còn 8S này, những khung giờ vàng bao giờ anh em đánh những khung giờ vàng nó sẽ là những khung giờ tuyệt vời nhất, những khung giờ vàng bao giờ cũng là đẳng cấp nhất, anh em hiểu chưa? Đấy, nên để ý một chút một ít về những khung giờ đó. Đấy, mình đến đây thì mình đã chia sẻ cho anh em về những cái gì khung giờ vàng để cho anh em có thể tìm hiểu, để cho anh em có thể là rực rỡ ở trên cái bộ môn là ở trên bộ môn là tài xỉu cân cửa ở trên cái con 8S này. Hãy nhớ ra một điều là link của cái con 8S thì mình luôn ghi luôn để cho anh em ở dưới cái phần mô tả anh em nhé. Anh em nào chơi và chiến thì ấn tay vào link và cảm nhận tất cả những gì mình đang hỗ trợ và mình đang chia sẻ với anh em. Và đây em nhìn qua đây, em điểm qua em thấy được là số vốn bắt đầu mình mang vào 5 củ, hiện tại đây là bao nhiêu? 10 củ, có phải là gấp đôi yêu thương, gấp đôi tuyệt vời không anh em? Đấy rồi, ok, mọi thứ nó đã là ok rồi, mọi thứ nó là chuẩn chỉ rồi, đẳng cấp vẫn cứ mãi luôn là đẳng cấp đúng không anh em? Đấy, cái giản đơn phương pháp đánh hiệu quả luôn mang lại cái tiếng cười, luôn mang lại cái nền kinh tế hiệu quả nhất cho anh em. Đấy, thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho em về cái khung giờ vàng để em có thể chiến đấu, để em có thể rực rỡ nhá. Rồi ok, thì bây giờ thì có lãi có lời thì xin phép tất cả anh em của chú bác mình sẽ kết thúc một chủ đại đây. Ok anh em nhé, xin chào và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.